ta mừng vui, biết trông vắng, biết thức trắng và biết nếm chai đắng. Em ơi, em ơi, em đâu rồi? Làm sao cho anh hôn làm tóc rồi? Em ơi, em đâu rồi? Vì tình đầu là có nhân có nghĩa, có nhân văn giai phẩm, là nhân và văn là con người, đó là cái tâm thế, mình tả chủ yếu là người. Bởi vì những ma quỷ thực dân ra đời danh thì hạn thế tôi đã. Các ngài bảo với năm nào, chứ còn cái gì cũng thế phải có năng còn mà cái động của kia nó chỉ có là cái phụ họa là cho tăng lên một bản nhạc nào đấy. Chứ cứ tất nhiên có đầy đủ càng tốt. Vì cái tượng kia nằm hai bốn con giáp. Chứ còn hai con mà có động vật cũng có đúng không? Bằng con người thế.